món bí đao kho với sườn non. Bí đao sắc lát chiên sơ qua. Kho sườn non trước cho nó mềm và ngấm, sau đó bỏ bí đao đã chiên rồi vào, đun sôi một lúc cho nước nó thấm vào bí đao. Bây giờ mình thưởng thức món ăn này nha. Bánh cuốn làm từ bánh tráng. Chả lụa hấp lại cho nó mềm ra. Đây là dĩa bánh cuốn, chả lụa, giá. Xôi mặn, đậu xanh, chà bông, chả lụa. Mình rất thích ăn ớt. Xôi đậu xanh, chả, hành phi. Bữa ăn sáng với bánh mì và xúc xích. Video của chúng tôi đến đây tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn luôn vui khỏe.